Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nghe báo cáo các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài. Biến đổi khí hậu, Bà Rịa Vũng Tàu xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài. Điểm lại thông tin đã được ghi nhận trong 24 giờ qua. Đầu tiên là hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, bàn và quyết định về các vấn đề, phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13, phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng, việc phân bổ đại biểu dự đại hội 13 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, hội nghị diễn ra trong thời điểm cả nước đang kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặc biệt trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đã và đang làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần khơi dậy trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân niềm tự hào về Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, hơn ai hết, mỗi đồng chí ủy viên Trung ương cần phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, vẻ vang của Đảng và dân tộc, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành thật tốt trọng trách được giao. Đề nghị các đồng chí ủy viên Trung ương phát huy trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng vào các nội dung đã được thông qua, bảo đảm cho thành công của hội nghị. Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp với sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để nghe báo cáo về các vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài và các vụ thanh tra chính phủ chuyển về Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý. Tham dự cuộc họp có các sở ban ngành và các địa phương có liên quan. Thời gian qua, thanh tra tỉnh đã cử các tổ công tác về làm việc tại các địa phương để nắm tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài. Trong tổng số 26 vụ việc, hiện có 16 vụ đã được giải quyết, còn 10 vụ việc có liên quan vẫn còn tồn động. Tại cuộc họp thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, thanh tra tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổng hợp báo cáo 9 vụ việc khiếu nại tố cáo mà thanh tra chính phủ chuyển về giao Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý. Thanh tra tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý được 5 vụ. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh cần tổ chức tốt việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở từng địa phương, đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật ngay từ khi mới phát sinh, rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, tồn động kéo dài. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, quá trình giải quyết nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần chủ động báo cáo thanh tra tỉnh và các sở ngành liên quan để phối hợp bàn biện pháp giải quyết. Những vụ việc thanh tra chính phủ chuyển về còn tồn động, các địa phương tập trung giải quyết, sớm có văn bản để Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo đến các bộ ngành liên quan xử lý dứt điểm. Thưa quý vị, người dân Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước đang phải trải qua những đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao khiến cho cuộc sống và sinh hoạt bị ảnh hưởng không nhỏ. Thực tế, ở năm 2019, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có những đợt nắng nóng bất thường kéo dài. Nắng nóng liên tiếp xuất hiện với mỗi năm khốc liệt hơn. Và đến nay, dù đã giữa tháng 5, thời điểm đã có mưa dày thì vẫn chưa có mưa, mà thay vào đó là nắng nóng, nền nhiệt cao. Các chuyên gia khí tượng lý giải, đây là hậu quả của hiện tượng El Nino tác động đến khí hậu của nước ta, khiến cho thời tiết càng nóng gay gắt hơn. Những ngày qua, cả nước xuất hiện các đợt nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt lên đến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ. Từ cuối tháng 3, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt đầu xuất hiện những đợt nắng nóng với nền nhiệt từ 35-36 độ, kéo dài từ 4 đến 5 ngày. Đầu tháng 4 đến nay, khu vực tỉnh liên tiếp xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài hàng chục ngày, nền nhiệt cao từ 36-38 độ, từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Mấy năm vừa rồi thì nó cũng không có nóng ổn, nhưng mà năm nay tôi bán độ đây tôi thấy nắng cũng như là lúc giờ nắng ôi mà nắng khó chịu lắm á, nhất là mấy ngày gần đây á, nắng nhiều lắm, nắng này kia nọ dữ lắm, nhiệt độ nó giờ ngày nó càng lên, chỗ nào mát là để mình ngồi cho nó thoải mái một chút, về nhà thì nóng nực quá thì không nổi. Đó, rồi cái phải đi ra vòng vòng ngoài đường hoặc là bóng mát này kia nọ đó để mình cứu đỡ.
mình đi ra đường mà chạy nó cũng nắng nóng rồi này kia, nó cũng mệt người lắm. Thì nắng quá rồi thì tôi bán nước thì nó cũng đắt, nhưng mà tối tôi ngủ không có được, tôi muốn ra sân ngồi cũng nóng quá chịu không nổi, nóng nhức đầu mệt mỏi bần thần khó chịu rồi đó. Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh ven biển thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết mát mẻ quanh năm, nền nhiệt trung bình hàng năm là 27 độ C, tháng cao nhất là khoảng 28,6 độ C. Tuy nhiên, những năm gần đây, nền nhiệt tăng lên rõ rệt, trung bình từ 27,1 độ C tăng lên 27,9 độ C, nghĩa là tăng 0,8 độ C. Số ngày nắng nóng và số giờ nắng đều tăng. Năm 2019 được cho là năm nóng nhất lịch sử nhân loại. Bà Rịa Vũng Tàu cũng xuất hiện những đợt nắng nóng bất thường với mức nhiệt từ 37 đến 38 độ. Và diễn biến thời tiết bất thường vẫn tiếp diễn ở năm 2020. Mọi năm, các đợt nắng nóng xuất hiện vào khoảng tháng 4. Nhưng năm nay từ tháng 3, Bà Rịa Vũng Tàu đã xuất hiện đợt nắng nóng kéo dài 4 đến 5 ngày. Sang tháng 4 đến nay, những đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng kéo dài tới hàng chục ngày, mức nhiệt tăng lên 36-38 độ, thời gian nắng nóng từ 11 giờ đến 16 giờ mỗi ngày. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nguyên nhân của các đợt nắng nóng gần đây là do hội tụ của hai hình thái thời tiết. Thứ nhất là ở trên cao có áp cao cận nhiệt đới, trường phân kỳ hoạt động mạnh vào mùa khô. Thứ hai là áp thấp nóng phía Tây mở rộng về phía Đông Nam. Nguyên nhân sâu xa vẫn là do hiện tượng El Nino đang tác động với mức độ ngày càng mạnh mẽ. Chúng ta thấy là cái biến đổi khí hậu thì nó sẽ và đang trực tiếp tác động đến thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì chúng ta thấy với chiều hướng cực đoan hơn và nó sẽ gia tăng về cường độ và cũng như tần suất tại khu vực tỉnh nhà. Rồi về cái nắng nóng thì cũng gia tăng vào mùa khô thì cái tổng số giờ nắng thì cũng nhiều hơn những năm trước, nhiệt độ thì cao và độ ẩm thấp. Các cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi ở lâu ngoài nắng nóng. Do vậy, người dân cần hạn chế tham gia giao thông, lao động ngoài trời vào thời điểm từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày, đồng thời cần bổ sung đủ nước và chế độ dinh dưỡng hợp lý để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể trong những ngày diễn ra nắng nóng. Ngoài ra, trong thời điểm từ 11 giờ đến 14 giờ là đỉnh điểm tác động của tia cực tím có nguy cơ nguy hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.